Thưa quý vị, Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục đấu tranh chống đối sự vô nhân đạo đối với tù nhân. Thưa quý vị, tin đến từ Nghệ An vào ngày 8 tháng 7, cho biết là tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thù án tù 16 năm tại trại giam số 6 của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Nghệ An, tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại việc đối xử vô nhân đạo với tù nhân và các hành vi tùy tiện tước đoạt quyền lợi của người tù. Trong lần gặp gia đình vào ngày 6 tháng 7, thì ông Thức cho biết ông đã tuyệt thực vào các ngày Ngày 1 cho đến 3 tây tháng 7 để phản đối giám thị tại trại giam, không cho ông ra khỏi buồng giam trong giờ sinh hoạt, những đến tình trạng ông gần như bị biệt giam trong buồng giam trong cái nóng thiêu đốt của miền Trung. Ông cũng cho biết trong ngày 3 tháng 7 giám thị trại đã phải ngưng việc đàn áp này và ông lập tức ngừng tuyệt thực. Trong hơn nửa năm sau đó, trước đó thì trại giam đã chận việc trao đổi thư tự giữa ông và gia đình một cách vô lý. Ông và gia đình đã tố cáo việc vi phạm quyền lợi này của ông. Gia đình ông kêu gọi cùng cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng ủng hộ gia đình các tù nhân. Trường Lương Tâm đang phải chịu đàn áp trong các nhà tù khắp Việt Nam. Gia đình ông cho biết... Ông đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và rời xa Trung Cộng nếu muốn bảo vệ quyền lợi của dân tộc cùng với trại giam số 5 ở Yên Định, Thanh Hóa và An Điềm ở Quảng Nam. Trại giam số 6 là nơi giam giữ hạ khắc nhất Việt Nam. Nơi đây các tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, Trường Minh Đức, Đào Quang Thực và Trần Phi Dũng cùng một số người khác đang tuyệt thực sang ngày thứ 29 để phản đối việc giám thị cho người tháo dỡ hết quạt điện trong phòng giam khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C. Hai tù nhân lương tâm là Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Điển cũng đang tuyệt thực ở trại giam số 6.